Bây giờ, bạn đang đi đâu? Bãi biển trong xanh và mát mẻ, với 2.000 hòn đảo và bãi bùn rộng lớn, và khu rừng tươi xanh. Nơi thiên nhiên và con người hòa thành một. Nơi có niềm vui. Nơi đây là Chonla Nam Tu. Nếu đi theo con đường lộng gió, bất cứ nơi nào bạn nhìn thấy, phong cảnh bí ẩn ngàn năm được trải ra. Đến gần với vẻ đẹp sâu sắc, thiên nhiên cùng với chiều sâu của thời gian. Mỗi khi đặt chân bước nhẹ nhàng, cơ thể và tâm hồn trở nên thanh thản. Xuân hạ thu đông, mỗi mùa với những niềm vui khác nhau và một nơi đầy cảm xúc. Chonla Nam Tu chính là thiên nhiên. Một con đường đều do thiên nhiên tạo ra, ôm lấy hơi thở của tổ tiên. Lịch sử sống động, được chất tầng tầng lớp lớp, cuộc sống với thời gian hàng triệu năm. Nở rộ như một tác phẩm nghệ thuật, và nơi đây, một nền văn hóa sâu sắc khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp tiềm ẩn. Tuy mọi thứ đều đã lâu đời, nhưng đây là nơi mọi thứ bắt đầu. Chonla Nam Tu chính là lịch sử. Vùng đất và biển cả phong phú được trời ban. Mùi vị của thiên nhiên thuần khiết và hương vị thức ăn tạo ra bởi bàn tay con người trong ngàn năm. Một hương vị tuyệt vời, nơi gõ vào lồng ngực. Chonla Nam Tu, rất ngon. Được thiên nhiên ban tặng, niềm vui choáng váng. Nơi chứa đựng nhiều câu chuyện đa dạng của những kỷ niệm quý báu. Sự hưng phấn dâng trào và nơi có nhiều cảm xúc. Chonla Nam Tu rất thú vị. Lịch sử ngàn năm. Nối tiếp với nền văn hóa tiên tiến. Niềm vui trở nên phong phú hơn. Những gì bạn nhìn thấy, nghe và cảm nhận được, nơi niềm vui kết nối nhau. Xin mời ghé thăm, nơi đây là Chonla Nam Tu.